hôm nay Nga đi đâu mặt đẹp quá vậy ta? Nay đâu ạ? À? Anh Tiểu. Anh để em làm cho. Thực ra anh ngồi đi, anh ngồi đi. Thực ra hôm nay em muốn gặp anh để em muốn nói một câu rằng là em đã bị tiếng sét ái tình rồi. Tiếng sét ái tình. Em đã biết yêu rồi đó anh. Mà hôm nay em mới dám nói cùng anh, bày tỏ cho anh hiểu. Anh cũng xin lỗi với em. Anh cũng có người yêu rồi. Anh chắc anh không đáp ứng được yêu cầu cần thiết của em đâu. Dạ. Em cũng xin lỗi anh rằng là nếu mà em chưa có người yêu thì em cũng không bao giờ mà em yêu anh đâu. Tại vì anh nghĩ sao vậy? Em dạ. Nói gì vậy Nga? Nãy giờ em nói gì anh không hiểu rồi. Thấy em vô em tỏ tình với anh rồi. Nói dạ. Anh không hiểu rồi. Không. Ý em nói là em có người yêu rồi đó. Em có người yêu rồi? Dạ. Vô đây nói chuyện anh chứ? Không có. Tại vì có một chuyện này nó còn dễ sợ hơn nữa. Là chuyện sao? Là gì cũng như là tình yêu nó phải có đẳng cấp đó anh. Đúng rồi. Mà người yêu em á thì giám đốc của một cái hãng gara. Giám nên, đốc một gara. Dạ. Nên em cũng muốn em nói với anh là anh giúp em một chuyện. Giúp chuyện gì? Vì là anh cũng bạn em đến đây thì anh nói là em là chủ nhà hàng này được không? Trời ơi. Em nổ một cái hết nguyên kho luôn hả? Bạn là giám đốc là chủ một gara, em nói em chủ nhà hàng. Trời ơi, em leo cao quá. Em xuống từ từ được không? Anh giúp em. Giúp cái gì? Rồi anh làm lính em luôn nha anh. Trời đất ơi. Anh làm lính cho em. Dạ. Trời em tha thiết mà. Chị... Em lại anh gian sinh cắn rơm cắn cỏ. Em xin anh giúp đỡ giùm em chứ không rồi. Chuyến này mà tình yêu của em không thành là chết đời em luôn á. Được rồi, anh hiểu rồi. Để em giúp cho. Nhưng mà nhớ một lần này thôi nha. Dạ. Chứ thôi bà chủ biết được là hai đứa mình nghỉ việc luôn dạ, đó. Dạ, em biết mà nãy giờ em cũng nhờ anh làm một cái chuyện mà quăng lựu đạn banh xác đó. Rồi. Nên thôi anh lỡ quăng thì quăng luôn giùm em nha. Rồi được rồi, anh dạ. Hiểu rồi. Dạ. Hôm nay ảnh tới phải không? Đây. Rồi. Cái đây, gì? Dạ, có điện thoại, anh đợi tí. Alo. Tình yêu của em. Dạ, anh đã tới rồi hả? Dạ, anh đợi chút để em cho thằng lính nó ra rước anh liền nha. Dạ. Lính! Ra rước người yêu tôi vô liền nha. Dạ. À dạ. Dạ thưa bà chủ em đi. Dạ đó. Có thằng lính đầu tóc có chút xíu đó. Ra đón anh. Có gì anh vô liền nha anh. Dạ. Dạ mời ông chủ vô. Dạ. Chào em yêu. Dạ mời ông chủ. Kính tặng em. Chào anh. Chào em. Trời ơi hôm nay em thích quá. Bông hoa màu đỏ, cà ra vát màu đỏ, áo màu cam. Công nhận màu nó cho nó đỏ thắm đó. Dạ, tình nồng đỏ thắm. Dạ hôm nay lính mời ông chủ ngồi. Dạ. À nhân viên của em á hả? Dạ nhân viên dạ. Của em á. Dạ lính đó. Mời bà chủ ngồi. Dạ. Bà chủ ngồi đây. Dạ. Quán em đây hả? Dạ. Khang trang rộng rãi quá. Dạ. Hồ rồi mát quá. Mà nước nó hơi bẩn đó em. Dạ không sao, để có gì em kêu lính em. Lính. Dạ. Mai xúc hồ nghe. Trời, hồ này em xúc chắc một tháng mới xong. À xúc hồ để anh bồi dưỡng cho ảnh để mai anh làm việc cho nó lẹ. Dạ. Ở đây cà thẻ đâu em? Dạ. Nhà chỗ... hàng em không có chỗ cà thẻ anh. À, tại anh không có đem tiền mặt á. Dạ. Định bồi dưỡng cho ảnh đó mà. Dạ. Gì thôi để à, anh. Dạ. Anh cứ lấy tiền anh xài đi ha. Dạ. Rồi có gì tới tháng lãnh lương tôi bù vô thêm cho. Dạ. Để đưa cho anh 100 ngàn ha em. Trăm anh. Vậy thôi anh cứ lấy 10 triệu anh xài luôn được. Tiền anh mà anh muốn làm gì anh làm, toàn quyền quyết định. Bà chủ xài sang quá. Dạ. Em tốt cái nhân viên quá. Dạ. Tốt lắm, mà chủ tốt nhân viên lắm. Để mừng ngày hai đứa mình gặp nhau. Dạ. Anh ơi. Dạ. Lấy cho em một chai champagne. Một chai champagne. Hai cây đèn cầy hồng của Pháp. Để cho nó lãng mạn á. Một chai champagne, hai cây đàn cầy Pháp. Anh à, theo em nghĩ đó thì hôm nay là cái ngày mà trọng đại của tụi mình, là cái ngày đại trọng đó. Cũng không cần thiết là mình phải uống champagne với đàn cầy đâu. Mình có thể chơi đèn dầu với hai ly nước lọc cũng được mà anh.
tùy em, cũng sao. Dạ, anh ơi, nó mới lạ. Dạ. Lấy cho em điếu xì gà Cuba nha. Xì gà Cuba nha bà chủ. Dạ. 400-500 ngàn một gói nha. Xì gà Cuba. Anh à, cái xì gà đó, cái quán của em đó, nó cay nhiều lắm. Mình hút nó sẽ ngộp á. Dạ, sợ dạ, cháy. Em cũng không quen không? Đó. Dạ. Có thể anh dùng một cái loại thuốc lá nào khác được không anh? Thuốc lá nào cũng được dạ, hả? Dạ dạ. Anh. Dạ. Có đại thuốc nào lấy cho ảnh điếu đi anh. Dạ anh hút thuốc này được không? Dạ. Đâu cho mượn coi. Dạ. À cái gu này cũng được. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Rồi. Một gói thuốc, gói thuốc nữa. Một gói còn nguyên. Em. Dạ. Em ăn gì chưa? Dạ. Dạ dạ chưa, dạ chưa. À, vậy thôi mình dùng bữa luôn đi hả? Dạ. Bây giờ anh ơi. Dạ. Làm cho hai đứa em á, hai con tôm hùm đi. Ha à, em ha. Hai con tôm hùm nha. 750 ngàn một con. Hai con 1,5 triệu. 2 tháng lương chưa mua đủ. Hôm nay dạ, dạ hai tôm hùm, bà chủ hai tôm hùm. À, không biết bà chủ trời, lấy khăn giấy không? Hôm nay không biết trời gì mà sao gió nó lạnh quá ngờ dạ, ngờ lạnh. Bà chủ em bệnh mệt, em dạ. mệt. Dạ. Làm như em bị trúng gió anh. Dạ. Em mắc cái đồng gió. Dạ dạ. Dạ, dạ. Dạ bà chủ dạ. Dạ. Hai tôm hùm hả? Làm lẹ ăn tôm hùm cho khỏe người. Dạ dạ. Em quên nói với anh là em ăn chay, em ăn chay mấy tháng nay rồi. Em ăn chay. Dạ dạ. Hay quá. Làm thêm một dĩa nấm linh chi á. Chân đừng phèn cho bà cô chủ riêng ha. Nấm linh chi nha. Còn một... hai con tôm giữ nguyên anh. Thì anh dùng. Nhưng mà anh à, theo em nghĩ hôm nay là cái ngày lần đầu tiên của tụi mình gặp nhau hẹn hò, cũng là ngày rất là trong sáng. Theo em nghĩ mình ăn cái gì cho nó thánh thiện đi anh. Thay gì mình ăn hai con tôm hùm thì mình ăn hai miếng đậu hũ được không anh? Quyết định gì đi ha, cho hai miếng đậu hũ thay hai con tôm hùm. Hai miếng đậu hũ thay dạ. hai tôm hùm. Anh biết không, đậu hũ nhà em là đậu hũ non nhập từ Nhật về đó anh. Ăn nó ngon mà nó béo mà nó có chất lượng lắm anh. Em dễ thương dạ. quá. Dạ xin phép ông chủ với bà chủ. Dạ. Dạ, dạ. Em thấy cái tình cảm của ông chủ bà chủ nãy giờ em thấy nó hay quá. Dạ. Hai người làm như thương yêu lo lắng lẫn nhau hay quá. Dạ. Mà cái quán em là quán ăn vui vẻ. Mà cái tiêu chí của quán em á là nhân viên là phải dí dỏm, phải có tính hài hước. Dạ. Dạ. Nhân đây em thấy cuộc tình của hai người và em xin kể một câu chuyện về vấn đề tình yêu. Dạ. Câu chuyện nó là như vậy. Sao? Dạ. Dạ. Chị ơi, chị làm ơn cho một chiếc taxi đến nhanh nhanh nha. Em đang đợi nha. Đừng có để em đợi lâu tội nghiệp em nha. Gặp lại nha. Oh my love, my darling, I'm so honey. Tại sao honey đến trễ hẹn quá vậy? Ôi, tình yêu là cái chi, tình yêu là khúc bánh mì ba tê. Honey đi mua bánh mì cho em ăn. Xin cảm ơn. Ôi, con chuột bạch bé nhỏ của anh, em đã gọi taxi chưa? Dạ, em đã phone cho taxi rồi. Chị ấy nói rằng chỉ một chốc lát nữa thôi, taxi sẽ đến đây đón chúng ta. Ôi, em ngoan quá, anh có bó cỏ dại tặng cho em đây. Ôi, lãng mạn quá, em rất thích hoa và cỏ dại. Không sao không sao. Đói, lùng lắm, đói. Hiểu rồi. Hai ngày chết mấy con. Cái gì vậy? Lụm loan bán như trai với làm gì. Không nè. Oh, darling, xin lỗi mà, xin lỗi mà. Ghét luôn rồi. Taxi. Đừng mở. Cái gì vậy anh? Darling, mời em.
Chạy đi cha. Ăn cơm chạy. Dạ anh chị đi đâu? Anh gì vậy? Anh gì vậy Darlene? Nóng quá. Mở nó lạnh đi. Dạ. Được chưa? Anh gì nữa vậy? Gì vậy? Tắt máy lạnh đi. Dạ. Được chưa? Gì nữa nhở? Ngọt quá, nóng quá. Mở máy lạnh lên. Lạnh quá. Tắt máy lạnh đi. Dạ, em thề với anh chị, nãy giờ em chưa mở hay tắt máy lạnh gì hết trơn. Giờ anh chị đi đâu em chở? Honey ơi. Vậy? Nhiều lúc đó em tự nhiên suy nghĩ, em nghĩ rằng nếu như trên đời này em không gặp được Honey, có lẽ em sẽ chết. Anh cũng vậy á. Trên đời này không có con trực bạch của anh chắc anh chết. Anh chị cho em xin tiền xe. Ủa chưa chạy mà. Dạ em xin tiền xe trước, sợ chút nữa anh chị chết hết không ai trả tiền xe cho em. Hay quá. Dạ xin phép bà chủ vô gặp riêng với em để tính tiền ba cái vụ này. Rào. Dạ. Rào. Anh có gì anh ngồi đi chơi chút đi. Tại vì quán em á, cái đậu hũ nó nhập từ Nhật về, em phải vô kiểm tra cái chất lượng, với lại coi là cái hàng nó có đạt tiêu chuẩn để ăn anh đau bụng. Nhanh nha em. Dạ em vô chút nha. Anh chờ em đó nha. Dạ anh đợi em chút nha. Chút xíu rồi em ra liền á. Ủa chào anh à. Anh ơi nãy chào giờ cô. Nhân viên có phục vụ anh không? Sao để anh ngồi có một mình vậy, anh gọi món chưa? Dạ rồi chị. Nhân viên cũng làm rồi. Bạn gái, tại hẹn bạn gái đây. Bạn gái là chủ quán này nè. Bạn gái anh là chủ quán này? Đúng rồi. Không lẽ người đó là tôi? Đâu có. Cô Nga đó. Còn cô là nhân viên của cô Nga phải không? Rồi, Nga là bạn đó. Gái của anh hả? Ừ. Anh ơi. Ơi em. Anh. Trời ơi nhân viên dễ thương quá. Nhân viên của dạ, em. Nhân. Dạ, em chào chị nhân chủ. Ủa, phụ nữ mà tên chủ, tên kỳ nhân chủ. Dạ. 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 Bà chủ ơi, em dặn bếp rồi, bếp. Sao vậy anh Tiểu, anh có sao không, anh bệnh hả? Dạ, thưa bà chủ, em không có bệnh. Ủa, ai, bà chủ. Bà chủ, thưa đây chứ sao thưa đây. Dạ. Là nhân viên của bà chủ là giống anh mà. Dạ, bà chủ. Em sao vậy Nga? Dạ, em nhức đầu hả? Dạ, tự nhiên em chóng mặt quá. Chóng mặt buồn nôn mà không biết có vấn đề gì không. Rốt cuộc là có chuyện gì ở đây ha? Dạ đây là chủ, đây chủ thiệt, còn em giả chủ. Ủa là sao? Dạ đây là chủ. Dạ. Vậy em không phải là chủ? Dạ em giả chủ chứ không phải là chủ thiệt. Dạ. Là sao anh không hiểu gì hết? Dạ xin phép cho tôi được nói. Anh Tiểu nói đi. Dạ thưa bà chủ, đây là bạn trai của cô Nga. Dạ. Là nhân viên của quán mình đó. Còn bạn trai của cổ là giám đốc chủ hãng gara. Cổ vô đây cổ nhờ tôi, cổ nói cho cổ làm bà chủ một ngày để cho hai bên được môn đăng hộ đối. Bà chủ đừng có giận cổ nghe. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Nghe tới đó là tôi hiểu rồi. Dạ. Có nghĩa là Nga ngại anh biết cổ là nhân viên ở đây, thành ra là cổ muốn nói cổ là bà chủ để cho xứng với anh thôi. Dạ. Thôi được rồi, tôi không có trách chuyện này đâu. Và dạ, tôi mong là anh cũng sẽ bỏ qua cho Nga. Nga đừng làm như vậy nữa nghe em. Dạ Nga. Em biết cái lỗi này là lớn lắm trong cuộc đời em, lần đầu cũng như lần cuối. Em sao vậy Nga? Mình yêu nhau là bằng tấm lòng, bằng con tim, chứ đâu phải yêu nhau bằng những cái vật chất bên ngoài đâu. Tại sao em lại nói em là bà chủ? Bây giờ đặt trường hợp anh à, cái hoàn cảnh của anh á, nó là cái có là cái gì đi nữa, em có yêu anh không? Dạ em thì lúc nào em chả yêu anh, tại dù sao anh là ông chủ gara mà. Có
sẵn đây có chủ em, anh nói thiệt luôn, anh sửa xe trong gara chứ không phải là chủ. Hả? Trời đất ơi, có nghĩa là hai người đều nói dối nhau hết. Trời đất ơi, hai người thiệt tình á. Chắc mai mốt tụi mình lấy nhau chắc đẻ đứa con tên Lựu họ Đạn quá. Lựu Đạn. Vậy em còn yêu anh không? Không, chắc này duyên số rồi anh ơi, Lựu Đạn mà lấy nhau nó mới banh xác được anh ơi. Vậy anh cũng yêu em. Trời ơi, anh Tiểu Anh nhìn hai người kìa. Lãng mạn quá đi à. Hôm nay không khí thật là vui, em xin kể cho mấy anh chị nghe một câu chuyện vui nữa. Gì? Có quen con này không vậy? Không quen ngồi đó làm gì? Có văn hóa không? Cái văn hóa là cái người lên xe đó phải nhường cho những người già yếu, cho phụ nữ. Thấy ghế bên này trống không? Đứng dậy, qua bên này ngồi đi. Dạ, xin lỗi chị. Gì mà để ta la sùm. Đó, bà con à, mình phải lên phải nói vậy để nhường chỗ cho phụ nữ với người già yếu. Anh ngồi đây được không em? Anh ơi, em ngồi đây nè. À, thì anh đang ngồi đây nè. Lại đây ngồi với em đi. Ai vậy? Dạ, ông xã em. Tao chuẩn bị chạy ra bà con. Cướp à, cướp à. Đừng sợ, đừng sợ. Thôi. Cất tiền vô, cất tiền vô. Không để thấy nhiều tiền nó lấy của mình hết á. Nhớ. Vậy đó. Tiền đâu mày? Dạ, dạ, đây, đây. Tướng như chồng tụi bay sang vậy mà mặt rẹp dữ vậy hả? Dạ, em nghèo lắm anh. Ăn mặc đẹp vậy mà mặt rẹp à? Dạ. Nói gì? Thứ nghèo mặt rẹp cái gì? Hả? Thôi nha, không có xúc phạm nha. Không có được chửi tôi nghèo nghe chưa? Sao có trăm rưỡi vậy? Xin lỗi nha, tao còn 2 triệu mấy nè, tao không có nói tao nghe chưa? Rồi, thấy chưa? Thấy có tiền chưa? Đúng. Như vậy mới giàu nè. Ừ. Vậy đưa đây con. Không có đưa, bây giờ nói lại đi. Vợ chồng tôi giàu. Hai chồng tôi mới giàu. Ờ, nè, cầm tiền nè. Cảm ơn mày. Ừ, không có chi. Trời ơi, từ sao em ngu quá em đưa cho hết cho nó vậy? Thôi, em nói thiệt anh, trên cuộc đời này em ghét nhất ai kêu em nghèo á. Đưa dằn mặt cho nó biết mình giàu. Trời ơi. Hay quá. Bây giờ vậy đi. Sao à, tôi quyết định là tôi sẽ đãi hai người một bữa thật là hoành tráng để chúc mừng tình yêu của hai người được không? Hay quá, bà chủ hay quá, bà chủ đúng là chủ ăn vui vẻ.